Vừa mới xuống xuống lá hết. Vừa nhìn nó không rõ những cái nét này đâu. Phải xuống hết. Mà người ta muốn làm kỹ là phải làm như này. Xuống hết lá, xong rồi nhìn thấy những cái xương kìa. Nó lộ ra mình mới biết là mình làm từ đâu. Những cái này chú làm đang rất là ngắn này. Sau nó phun, sau nó phun đi nó đều, nó dày, dày đều mà nó không bị dày quá. Rất là đều. Nhớ được rồi. Đấy. Anh lúc nào rảnh rỗi thì tối tối anh điện cho chú. Ok nhá. Cây đấy cứ cho nó lên cái đã. Tư vấn cho anh thì anh cũng cần học hỏi nhiều mà. Mình cứ dần dần là sẽ nó ra cái nét của mình. Bên đầu đấy mình lại có cái phong cách chơi riêng này. Ok. Vừa nãy nhìn nó không nhìn được như này đâu. Bây giờ là nhìn rõ. Bây giờ phong cách chơi mới bây giờ là như thế. Nhất là thân vệ, thứ hai là chi cảnh, răm, bông tán, rõ. Nó chơi tất chứ không phải như các cụ ngày xưa là chơi chơi tròn như quả cúc ấy. Chơi tròn là chơi kín luôn, không không nhìn thấy ở trong này nó như nào. Không nhìn thấy những cái đường. Đấy. Bây giờ nó chơi phong cách bây giờ là như thế. Nghệ thuật nó cao hơn. Mà bonsai là nó phải như thế. Bác cho xin số cái. Bác vừa đua mua đôi sang núi đằng kia rồi. Đúng rồi. Ôi đấy là sâm hoa. Sâm hoa đấy. Ôi đấy là sâm hoa. Hoa. Ôi đấy là lá đẹp đi. 0906225. 0906225. 376. Rồi đấy xanh mướt. Chưa thấy sâm núi nào nó xanh như. Hoa tên gì nhỉ? Đúng rồi. Tên gì ạ? Cây cứ để chữ tên cây là được. À! Trời. Chắc rồi đấy ạ. Xong rồi đấy. Người chơi cây gặp được nghệ nhân. Thôi đi. Cảm ơn các bạn nhé. Dạ vâng. Giao dịch cây. Chồng em ơi. Không để mai đi. Đây bây giờ cháu mới xuống. Lấy được em mở hàng chuyến nó hàng ô tô vừa lên đi. Thôi mà sao ra phải nói vậy, tôi gọi ông lại mà tôi đấy gọi này gạt xem luôn đấy, cảm thấy lấy được thì lấy. Xem cây và như xem hội ấy. Lại rồi thì rút cũng chỉ đâu chuyện tôi thế là tôi là tăng tôi mấy trăm được ông này không phải tăng sao như là để ông bán ông phải có lãi ông mới bán thế đâu làm sao mà ông lỗ ông bán được hoặc có lấy gì quan điểm đó thì như thế cho nó dễ hàng nó không có đấy hàng nó có rồi thôi ông bà bảo anh cứ thêm cho mấy trăm nữa thì ông cứ đưa đây tôi ra hàng cho mà nói cho nó sướng. Không. Anh em thấy mới thích. Tôi không cần ông ra hàng mà tôi mua của ông bằng khoản tiền. Thì thôi anh cứ chia đôi ra mà anh em ơi, mấy trăm bạc là làm gì? Giao lưu lần này lần sau còn mấy trăm bạc anh ạ. À. Chúng em đi buôn gọi là bán hàng. Thôi gì? Ok, dẫn quá. Chú ông bán hàng, đặt hàng nhá. Tôi là người mua dễ nhất nhưng mà nếu mà thì anh ơi có mấy trăm thật chúng em lên một chuyến nào. Khó lắm không ạ? Tôi là người bán hàng. Cho ông 84 triệu nhá. Thật thôi anh em mấy trăm bạc. Nhất trí thì thôi thì ừ đi. Yeah. Tôi giả cho ông 83 là toàn. Đúng được. Được ok. Là 100 bạc không là. Đúng rồi. Trồng tiền. Tư không thích. Trồng tiền. Đôi nào chú? Đôi thác đổ. Thác đổ kìa. Rồi vừa mới xem nó bốc rồi. Nghe đi. Đây. Tiền đấy. Quá đẹp. Còn 200 đỏ chót. 42 này. Đéo 83 là 11 825. Không, anh ạ, chúng em đi buôn chả được. Thôi đừng đâm bơ đã trừ anh đi số 3. Được. Áo 83 người ta đi vào ông bảo cả hai phi lao. Mẹ một ngày nhờ 5 giờ tôi bán hàng trăm nhà vật liệu cái sao nhiều khi bán hàng tiền sợi lởi lên khách hơn 8 triệu. Chặt chẽ ông bà bán đâu mà chặt.
Nhưng mà cây gặp người, cây gặp người rồi. Cây cây lấy gì trả đi? Thế mà trả có nhớ nó cây. Thay cái chậu đẹp à? Vâng, thay chậu đẹp. Anh đặt ra xong anh đặt rồi. Chào. Để cho anh đổi chậu tàu. Để lại cho anh. Đổi chậu tàu. Tôi bảo là 9 triệu tôi đưa cho cả đôi chậu tàu. Đôi chậu tàu kia kìa, nhà tôi mua rồi. Này, em mua đôi chậu tàu, em lắp cơ đôi này. Nếu anh lấy 9 triệu, anh đưa tặng luôn đôi chậu vừa nói xong. Ông này không thích. Xe mại quá, mày thì bón rồi. Em đưa tặng quê lên đấy. Ông mang rồi, mang rồi. Anh bà xem sẵn anh rồi. Ông mang rồi, mang rồi, mang rồi, mang rồi. Mang rồi, cho thiên hạ ngắm tí. Đấy. Cùng ngắm cho ông bỏ tiền đi cho thiên hạ. Bảo nó để ở nhà thôi. Cực kỳ. Mẹ tôi cũng bán hàng thì nói vừa rồi. Mẹ tôi đéo mua lại giờ. Ông đéo mua được thì khóa túi rồi, ông không muốn đi chạy luôn. Chậu tàu, chậu phải chậu làm chậu men đấy. Chậu phải men 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 tràm, men tràm à? Men tràm nào cái chậu tím ấy? Chậu ấy mới đẹp. Chậu cái bình cỏ nó số là chậu. Làm tôi này. Chậu màu tím mới đẹp. Chậu màu như cái ghế kia nó mới đẹp kìa. Hình thức chăm sóc nào vậy? Loại này là vô cùng khỏe luôn. Những người hiểu cái xăm núi là vô cùng khỏe luôn. Nó sống ở trên núi. Đây có phải phi lao nào đâu? Đấy là phi lao, phi lao luộc. Đây là cây gì? Xăm núi. Xăm. Xăm núi à? Xăm núi. Đây là người hoa cái này rất thích trường. Trường rất là hợp, rất thích trường. Cái cây này là gì? Đôi cây. Tiền một cây đi, cây nhưng cây nào cây đỏ cây đen, cái nhỏ ấy, cây nhỏ 3 triệu, cây đen 4 triệu, cây đỏ cây nhỏ đây 4 triệu, 3 triệu, cái cây to cây trong gầm giường đây, gầm giường, chậu luôn, làm đôi chậu luôn, tưởng để đôi chậu theo như chú là người. Tôi là đôi chậu tàu chấm hết, tôi mang tôi làm thợ cây tôi mua từ chậu tàu thì bây giờ là tốt nhất bây giờ rồi. Yeah. Còn mà hình thức như nào thì mình xem đã. Chậu này là từ vang búa từ đập luôn. Đúng rồi. Nhấc nguyên bầu nó không bị hại cây. Không chờ đến này độ cao để hai bên thềm nhà đẹp lắm. Để bên thềm nhà hai bên mà nhà mà có nhiều chiếc cửa vào có hai cái anh lại nhà thờ thế mà anh đấy để ở trong nhà thờ ở trong nhà gì ở cũng được thi thoảng mang ra ngoài tí tình cũng thi thoảng mang ra ngoài vâng. Nói chung là hoành tráng rồi chơi hai cái đôi này đấy. Chơi đôi này là hoành tráng không ừ. Sang núi này nó lâu năm lắm. Lâu năm lắm. Và chỉ có trên núi có đi khai thác về. Đây đôi chậu đây ạ. Tiền ơi. Đôi chậu đang ra. Đây chậu đây. Mua lên để thay đấy. Mua lên thay đấy. Rồi thì bác thay vào đi. Đây mua thay đây này chậu tàu xịn đấy. Rồi. Để bác thay vào đi. Để trả tiền. Về nhà thì cũng thay, về cũng phang luôn cái này ra. Ai biết gì mà thay của đất ông Phan này ông nhà được nhất đặt luôn ở đây chứ này. Thì bác hộ luôn đi trong tay nghề mà. Không phải là nếu mà ông người gõ hộ cho. Không được vào mua đất đi thì cái dòng mới đủ được. Em bảo cái thằng tí nó quay lại nó chở hai cái. Đưa đi lấy đất mà bảo Quốc Trinh nó để đất cho chú này. Bê vào đây mà giờ cho nó đậu. Vào đất đi. Hả?
cứ vào đây tầm bằng nào người ta bán nhận ấy. Có lấy đất luôn. Đất, lấy đất luôn. Về vào đây, về cả ở đây, về đây. Về chỗ. Đây này không thì mua đất ra đây cũng được. Mua vào mua thì bảo bác cái để cho mì cho chú này thì có 4.000 ngày thì đấy. Chậu. Là lấy cái kia. Trả lại 50 đây. 9 triệu. 9 triệu. Cả đôi cây đôi chậu. Vừa lại đưa cho thầy là 8.250.000 rồi. Đồng gạo mát tay cái mình sau mình trở về Tân Đâu anh ơi, trở về Tân Đâu cả anh Ngọc Trục đấy à, được. Ô thế gần, thế gần, yên tâm. Ngọc Trục và Ngọc Trục thì quá yên tâm rồi, trở về đây đầu xịn đây. Tiếc là không dòng được cái đôi đẹp nhưng mà cái đôi phần này thương hiệu nó phải có tên tuổi đây này. Này sau nó có hoa, nó có quả đẹp lắm. Yeah. Có hoa nó nhú lên cái bác ở Tây Mũ. Em nhìn bác nó quen lắm. Tôi đi có mấy thằng tôi cũng nó đây này, cả đội Khương với cả quả quả mấy thằng này lại hái là không biết là mình xử lý rồi về cuối cả tên rồi điều 75 em nói bác anh em mình xong rồi mình nói em là người bán nhiều một năm em bán 100 nhà luôn nhưng mình bán hàng nó sợi lở lên tí đúng không, lần sau người ta lại thích xuống mua của thầy mà thầy bán hàng nó rắn rết vừa thôi bán phải sợi lở lên cho khách hàng người ta bán. Đây này, sau quả nó giống như này. Đấy. Này phải lấy búa, lấy búa đập ra. Lấy cái búa. Đương nhiên là phải lấy búa rồi. Cái này là búa đập ra. Anh xin ngay chậm bữa một đâu. Thế thả vào cho nó nhanh. Rồi chắc ăn. Không có cần phải đập. Đập tiếp là gì, cái cho còn phát là thả vào nó yên tâm về. Xế tưới là ngon. Đấy. Đó. Không đi mua này nói chung mà đi thích rồi mỗi người con này hay đấy, con này hay ừ. Mà về mà bác mà biết làm thì bác để bên này nó dăm thu dăm lại thu dăm lại nữa kia nó rõ ràng hơn một tí với lại nó lộ ra cái thân một tí với thân nó đẹp chơi cả tán cả thân. Sau nó ra hoa nó phủ kín đẹp lắm. Nhú 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 này. Hoa rất nhỏ. Nhú này. Sau này quả nó như này này. Đây có quả. Đất. Mua đất luôn. Tôi này vừa mới lên mà đã gặp khách rồi. Đây để công cũng làm thôi. Mua thì tôi về tôi đập cho. Tôi về tự tôi thay chậu bán rồi.
bán rồi thì mấy giờ mới đập. Để tôi đi kiếm viên gạch cho. Cần cứ rút được thì mình. Hả? Bên đấy non chưa rút được. Giờ có bánh nhá. Chưa thành bánh. Cái này người ta trong cái dòng cát này, bên này thì may ra bên này mà thay cái chậu này vào đuôi này, cái này thì nó khác được bao nhiêu thật nên nhau cái trên nhau 50.000 thôi này, cổ này mới đẹp này, cổ cái đúng nữa, một cái này cổ hai đã mua và chậu, và chậu thật đẹp, nó chậu 800 đến 1 triệu, cái chậu 800 thì chậu mấy trăm, chậu tàu đấy này, chậu ở trong tàu á, tàu con năm mua gì đâu thôi. Đây là tàu ở gần nước Madrid Trung Quốc. Thì kiến bác này lại buồn. Lại bố bảo về đập đập. Thôi để cho bác hạnh phúc. Ông kiểu này từ nào thằng kia nó mua. Mua chậu về. Để mua chậu thì mua làm gì? Đập về đập trên mép ở đấy rồi. Rồi được rồi. Đập rồi. Rồi được. Thấy chưa, cái chậu dưới chồng cái cây sơ dừa. Chậu ẩm, chậu ẩm cây cực. Chậu dưới ẩm tốt. Dưới ẩm nó có cây. Đây búa này này. Phải là 1-200 đi sửa rồi. Đi tộc chặt con làm. Bây giờ mà đi tìm được cây khác thì ống người rửa. Đi bà vào lấy rồi. Có khách trong đấy, ông Hoàng đấy là ông Dũng ở đây. Ông sơ rửa á. Vâng, ông cứ bảo là bà ấy đưa. Nhà đâu? Kia như chỗ kia nhìn thấy cái kìa. Đó cho em tí sơ rửa, chỗ cái xe vàng vàng kia. Nó nổi hẳn lên nó đẹp. Đây là cây gì vậy? Nhưng mà sao cái cây bên kia nó lại ít cái lại nhiều như cái này. Hai cây này có phải kiếm ngay được một đôi đôi đâu. Kiếm ra được một đôi giống nhau vì nó cây tự nhiên, có phải cây lạ. Không, cây sầm núi thì chỉ có cái khung của nó cứ vậy, xong rồi chỉ làm mỗi bông thôi. Ai kiếm được một lúc đôi như đôi xanh thì làm. Đây là lôi thời gian rồi. Rồi, vỡ rồi. Cái này chưa lúc nào về nhà tôi tính cho này. Rất nhiều luôn. Nói là nhà bác chúng ta phải làm cái trồng xi măng này. Nào kín đấy. Chăm tốt thì lá nó tốt thôi. Thank you.
ta an toàn tuyệt đối rồi gì. Chưa. Có thêm đất vào. Không, cắt dễ không? Không. Bác cho nó cân nó không bắn nó đấy. Đương nhiên rồi, nó trong cả hai cũng xoay. Đổ thêm đất luôn rồi em đặt vào. Đỡ phải mất. Đỡ phải nhấc ra nhấc lại. Sơ dừa nó lồng thồng lên rồi tưới cái nó lún. Ấn nó xuống tí. To nó cao một tẹo thì nó không tưới xuống là nó xuống là vừa. Đấy. Xốp mà. Xuống ngay. Tưới nó lún. Đúng rồi, đừng có giờ chỉ đổ thêm cho nó bên bờ cho nó đầy thôi. Đất kia còn dấp xung quanh này xong rồi tưới cho nó lún nó đầy. Đã ưng ý chưa? Rồi như bên ý là được rồi, bên này là nó cao hơn này. Bên này bỏ bớt đất ra này. Không. Thôi bác đừng vừa thôi. Dưới là xong sao đất nó xốp mà xốp mới dừa cái thứ đấy. Giờ đổ thêm đất thịt cho đầy thôi, thế thôi. Chả cần. Trong người nào nó trồng cắt không? Khi nào một cái loài này, ai lại xuống dưới luôn. Ông ơi, ông đừng mà cắt dễ. Đừng cắt đi. Ai được chưa thì tôi lóc cắt đi này. Được rồi, nhá. Nhá. Rồi. Để cao tí để tưới nó. Tưới là lúng, tưới là vừa. Tốt lên một tí, tốt lên cái tay kia. Anh phải anh trai hiểu. Bên này là đẹp rồi chứ. Mà cho chú tưới nước vào là nó bị rụng. Yeah. Đúng, cây này phải lên một tẹo nữa này. Lên tẹo nữa gì thì cho lên ngay. Ông tưới cái là đúng. Cho lên nhá. Cho lên nhá. Vâng. Chưa ông nghe là xong, đây là độ xong dưới chứ còn xốp không thì bây giờ là xong ông tưới cái là nó lún xuống. Được chưa? Rồi bác không phải tớ ấn nữa thôi. Rồi, ăn cho nó cân được. Ấn cân cân. Bây giờ ông để cho nó ngay lên cái xong đưa đất vào vòng quanh. Để ngay cái rồi ông đưa đất vào vòng quanh cái này nó xong rồi về cho tôi. 2 tháng nữa. Đấy ông rồi đất xung quanh đi thì là nó định vị. Lương của anh nó được 4 triệu thôi. Dạ. Vâng. Đấy, băng nhá, đấy mua này là mất 2 tháng lương rồi đấy. Bây giờ là chưa biết kiếm cái gì ra 2 tháng để sinh hoạt. À cái này. Nước rồi. Đất đấy là bao tiền một túi đấy? 20 nghìn.
vệ là thôi. Em nhiều bảo vệ, em vào hay vào các kinh của anh này em xem thôi. Anh kinh của anh này cả kinh Vinh Nguyễn mấy trên YouTube lên là thấy em tối là thấy cây của anh ở trên vào cường này, cường cường họa sĩ, cường họa sĩ đứng số 1 về Việt Nam rồi. Cây học cách tỉa răm các thứ, ông ấy dạy bác ấy vừa nghệ nhân cây lại vừa hay đi quay đưa lên tối là nhiều cây của bác ở trên trên mạng. Cây mình cứ tưởng tượng là phẫu thuật được, ông bẻ cành, ông nhét đá, ông bỏ đất và chú cho anh cái số 0989 đấy, Phùng Thảo đấy. 0989 0989 rồi 304 và 304 482 482. Em tên gì nhỉ? Tuyển. Tuyển à? Tuyển. Tuyển à? Vâng. Muốn những cây đẹp thì nhờ các đại ca này, các đại ca này đi nhiều nhà. Giá thì chắc chắn là rẻ nhất rồi. Không phải lo cái giá. Giá ở Hà Đông này rẻ nhất. Chả ở đâu rẻ được rồi. Nếu mà về xem về cây thì nó mà bán như cây kia sợ bố thì bố giá đắt lắm rồi, mấy chị các cứ kết bạn Zalo rồi tối có khi là video là lên trên mạng bán cây rồi. Cái đôi này ở đây là ở đây chợ trời luôn cho anh là nhất rồi. Ơi đôi này đây là đôi ở chợ này là nhất rồi. Đây cho anh hai cây này về luôn. Đấy này vẫn về đấy. Vẫn về đấy về nhà cho anh. Một lên xe về nhà. Bằng xi ở trên Thái Nguyên. Bác cứ nháy sang em phát nhé. Anh nháy ra. Anh đi tuyển cây đây rồi. Em chở luôn hai cây này về cho anh. Đấy, lên xe về. Để chủ. Cái này em để lên nhà mới nhá. Nhà mới á? Ờ. Còn bên này trước không? Còn cái này thì em để ở có những nhà thờ ấy. Chẳng xa xa thì nó đi cứ từ từ nhẹ nhàng em nhé. Chắc chắn là đi lên đều anh lấy kéo tiền. Anh thì không biết tỉa rồi nhưng mà đây lấy số của tiền đây thì còn nhờ cái thợ nó được vào nó cũng làm. Đi tòa cũng vào được. Làm cho anh nhờ anh thì mà hay đi cùng anh con sai được. Không, bây giờ mà anh. Em làm được nhưng mà nếu mà không tin tưởng thì hỏi ông kia. Đấy, tí nữa bác ra tị, bác đang làm một cây xăm núi ở đây này, ra nhìn đúng cây xăm núi luôn. Vừa đang làm, tí nữa ra xem. Nó phải đều 100%. Đấy, như vừa nãy bảo bác là cái đĩa nó phải đều 100%. Bác lấy cái này anh. 4 triệu, mua rồi à? Về thu răm dày mà những cái chỗ dày thì bớt đi nhưng mà răm phải ngắn nó lại, răm phải ngắn lại. Sau cái bông này nó ra hoa một loạt, một cái là mỗi mầm là một cái hoa lên nhá, đẹp lắm. Đẹp. Cái này thì còn bao giờ tỉa được anh? Xăm núi. Vâng. Còn cái này thì khoảng bao giờ tỉa được anh? Cái này khoảng bao giờ tỉa được? Mình tỉa luôn lúc nào được, không quan trọng phải biết làm. À biết thì cái này được nhiều anh em. Xa xa ra không? Nó đi. Em đi nhẹ nhàng nhá. Rồi. Được cái yên tâm là ở gần. Thích cái đôi từ sáng rồi quay từ sáng mà cuối cùng là vừa quay đi quay lại cái là bác lấy luôn rồi. Nhưng mà cây này anh mua giá thì nó có hợp lý không? Nói chung là giá thì mình khó nói lắm anh. Là cây mà gặp người thì bao nhiêu người ta cũng mua được. Hợp lý vì là chợ. Cây này là cây rẻ nhất. Bởi mình ra chợ thì chắc chắn là rẻ nhất rồi. Bao nhiêu? Vừa là anh đưa 50.000 rồi. 50.000 đưa 50.000 rồi. Quan trọng là mình thấy thoải mái, mình thấy hợp lý thôi. Cái giá thì nó vô cùng
không. Nhưng mà để mà định lượng như mà người chơi bọn em thấy là hợp lý rồi. Ờ rồi. Là giá chợ. Có phải nó có chuyên gia là giá chợ. Anh thì lại không phải. Quan trọng là mình thấy vui là đấy là giá rồi. Đấy. Chứ người ta bán thì người ta chắc chắn là người ta có lãi. Ok. Rồi.